Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Mai tàn dáng lắc để đẹp đẹp không ha. À. Số 1. Rồi, em này có cái bộ đế hết sức luôn ha. Tại cành cũng đẹp nè. Thôi, vô gặp bà chủ cây trước ha. Rồi, chào em. Em chào anh Tấn, chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Nam cũng có số mai tàng mai giáo Thủ Đức giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976 533 164, đó cũng là số Zalo của em ha. À, hình thức là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Em bắt đầu vào cây số 1 ha. Rồi, mã số 1, chiều cao nó. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 80. Rồi, xoay luôn. Đó. Rồi. Quanh nói luôn. Quanh là 19. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Giá 640.000 ha. Rồi, 640.000. Rồi, xuống cây. Mã số 1. Rồi, tiếp tục là mã số 2. Mã số 2. Cao khoảng 1m2 ha. Rồi. Tán ngang là 70. Rồi, hoành em nói luôn. Hoành là 16. Rồi, xoay luôn em. Đây, để đây ha. Cũng đặt kẹo luôn ha. Giá là 730.000. Rồi, 730.000. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo, số 3. Mã số 3, cao khoảng 1m3. Rồi. Tán ngang 80. Xoay luôn. Hoành 23. Rồi, xây đế luôn. Để đẹp luôn ha. À. Giá rồi. Là 1.200.000. 1.200.000. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo, số 4. Mã số 4, cao khoảng 1m2. Rồi. Tán ngang 55. Hoành là 16. Rồi, đế luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Giá là 510.000. 510.000, mã số 4, xuống cây. Số 5 lên luôn. Mã số 5, cao khoảng 1m21. Rồi. Tán ngang khỏi cho đi. Nó nhiều quá khỏi cho. Hoành 17. Tay cạnh cũng xe cũng đẹp quá nè, hình xương cá ha. Giá là 520.000. Rồi, 520.000 xuống cây. Mã số 6 luôn. Mã số 6. Cao 1m1. Ngang là 78. Rồi, xây luôn. Rồi, vô hoành luôn em. Hoành là 19. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như giá em. Giá là 560.000. Rồi, 560.000 xuống cây luôn. Rồi, mã số 7. Mã số 7. Cao khoảng 1m1. Tán ngang là 80. Hoành là 18. Rồi, 18 hoành. Để luôn rồi quý vị. Giá là 640.000. Rồi, 640.000. Rồi, xuống cây. Mã số 8, cao khoảng 1m1. Tán ngang là 80. Rồi, hoành luôn. Hoành là 21. Rồi, xây luôn. Giá là 860.000. Rồi, để cũng đẹp ha. Rồi, xuống cây. Mã số 9, cao khoảng 1m1, tán ngang 90. Rồi, xoay luôn, này cũng đang trổ hoa đây ha. Đang bung hoa nè, cũng nhiều cánh quá nè. Hoành là 20. Rồi, để đây quý vị. Để đẹp giá là em. 1 triệu. Rồi, 1 triệu để đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp luôn. Mã số 10.
Ơi cao. Cao 85, ngang 52. Rồi vô hoành luôn. Hoành 15. Đấy đẹp quá nè. Giá là 810.000. Rồi 810.000 luôn. Rồi xuống cây. Mã số 11. Rồi, cao khoảng 1m2. Tán ngang 90. Rồi. Hoành 20. Rồi, để luôn. Đây cũng đặt kẹo đi ha. Giá là 820.000. Rồi, 820.000. Rồi, mã số 11 xuống cây. Mã số 12. Số 12 cao khoảng 1m3. Tán ngang khoảng 1m1. Chơi luôn hả? Dễ luôn. Ai dàn xương em lấy em nói thì đẹp đây quý vị, cũng đặt hết trơn đây ha. Hoành là 23. Đây, để đây. Đó. Giá là 2.4 triệu. Rồi, 2.4 triệu. Rồi, xuống cây. Chiều quá chiều không lại. Né, né, né. Cây này nặng ạ. Cây 13, cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m5. Rồi kéo hai bên bao xuống cái hiền. Rồi, dừng cái hiền. Đây quý vị, cây này khá to ha. Tay cành quý vị xem ha. Đặt kẹo đây ha. Đó, tay cành xe ngang, đừng có xe chỗ khác nha hiền. Dạ. Đó, quý vị xem ha. Đó. Rồi, cho hoành với cho cái cũ luôn nha em. Hoành thước trước ha. Hoành là 30. Rồi, cái cũ. Cũ kéo ngang ha. Ngang cái cũ này như đây. Cũ là 56. Rồi, xây xây cái cũ đế luôn. Nó chức cái bộ cũ này ha. Giá là 4 triệu. Rồi, 4 triệu quý vị. Bao ship sao đây em, cây này bộ. Dạ luôn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Dạ, chơi toàn quốc. Rồi, luôn. Chơi luôn. Rồi. Toàn quốc luôn để luôn. Nhiều khi có nhiều cô chú anh chị em mình thích mà không ấy được ha. Không chốt được hay ở dạ, sao không chốt được, chốt được ha. Cao quá gì. Rồi, mã số 14. Cây 14 cao khoảng 1m3. Tán ngang 1m2. Hoành là 23. Rồi, xây xây luôn. Để đây. Giá là 1.700.000. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo luôn. Mã số 14. Mã số 14. Cao luôn. Cao là 1m2. Tán ngang là 1m. Rồi, xây xây luôn. Hoành là 23. Rồi, xây xây luôn em. Giá là 1.900.000. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 15 luôn. Cây 15 cao khoảng 1m4. Tán ngang 1m. Rồi, quý vị nghĩ tay cành em nó ha. Rồi, hoành luôn. Hoành là 25. 25 hoành. Nguyên cái bể hết sức ha. Giá là 2 triệu. Rồi, 2 triệu được cái mai. Đó, hết chứ cái bể ha. Rồi, xuống cây. À, mười mấy rồi. Cây số 16. 17. Mới 15 đấy mà. Cây đó 15 mới xuống, cây này hiện tại cây 16. Cao khoảng 1m2, 1m3, tán ngang là 1m.
À, quý vị nghĩa vàng xương ha. Hoành là 24. 24. Chấm hết chưa? Rồi, để đây quý vị. Đó. Giá là 2.100.000. Rồi, xuống cây. 24. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 17. 17. Cao luôn. Cao là 1m1. Rồi. Ngang là 115. Ờ, gì xin nghĩa dàn xương em nói ha. Hoành là 24. Rồi, xe xây tiếp luôn. Để luôn rồi quý vị. Giá là 1.800.000. Rồi, 1.800.000. Rồi, xuống cây. Mã số 18. Rồi, 18 luôn. Cao. Cao là 80. Ngang là 60. Xây xây luôn. Đó, bông hai lớp luôn. 18, 18. À, cái bông là quý vị, hai lớp luôn ha. Hoành là 17. Giá là 1 triệu. Khoan xuống nha, để. Rồi, 1 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Mã số. Cây 19 là cây cuối cùng của em. Rồi, cuối clip luôn. Cao 1m1. Tán ngang 1m. Hoành là 21. Còn cây nữa quý vị ơi. Đây. Để đây quý vị. Giá là 1.400.000. Rồi, xuống cây. Để cây 20 luôn quý vị ơi. Rồi, cây 20 mấy cuối quý vị ơi. Rồi, cây 20 cao khoảng 1m ha. Tán ngang là 1m2 luôn á. Rồi, xây xây luôn. Hoành là 23. Rồi, xây xây luôn em. Kéo lên mình bằng đó. À, để đây quý vị. Rồi, giá là 1.400.000. Cuối cùng em cảm ơn anh Tấn với cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Em rất mong cô chú anh chị em tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới ha. Em cảm ơn rất nhiều luôn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.